7 bí quyết vàng giúp bạn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ mọi người. 1. Tử tế. Luôn lịch sự với tất cả mọi người, từ vợ chồng, con cái cho đến đồng nghiệp, thậm chí với cả những người phục vụ hay thu ngân trong các cửa hiệu. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi bạn đang có tâm trạng không vui hoặc vừa trải qua một chuyện tồi tệ. Nhưng nếu bạn muốn có được sự tôn trọng, trước tiên hãy tôn trọng tất cả những người khác. Hãy thể hiện sự tử tế của mình mở cửa tại quán cà phê cho một người phía sau hoặc nhường cho người già phụ nữ trẻ em được xếp hàng trước hãy mỉm cười và nói cảm ơn bất cứ khi nào có thể 2. hành vi tôn trọng loại bỏ những hành vi thiếu tôn trọng như trợn mắt hay chỉ chú tâm và điện thoại trong khi người khác đang nói chuyện với bạn đồng thời bạn không nên can thiệp quá sâu vào câu chuyện của người khác hoặc lên mặt ta đây thay vào đó hãy tạo ra một môi trường lắng nghe tôn trọng mọi người đều xứng đáng được lắng nghe ngay cả khi bạn không đồng ý với những ý kiến hay quan điểm của họ đi nữa để có một cuộc đối thoại hiệu quả tốt nhất bạn không nên cầm bất cứ thứ gì trên tay ba cẩn thận lắng nghe lắng nghe là một quá trình chủ động không phải bị động cẩn thận lắng nghe bằng cách gạt bỏ những ý kiến những suy nghĩ chủ quan và thực sự lắng nghe những gì người khác đang truyền đạt sai lầm nhiều người mắc phải đó chính là cứ nói về mình thay vì nói câu chuyện của bản thân Hãy đặt ra những câu hỏi có thể khuyến khích người khác nói cho bạn biết thêm nhiều điều. Khi bạn thực hành kỹ năng lắng nghe hiệu quả, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy họ quan trọng và được thừa nhận. 4 là người hữu ích. Chiếm được sự tôn trọng của mọi người bằng cách luôn sẵn sàng để giúp một tay bất cứ khi nào họ cần hoặc khi bạn phát hiện họ cần sự giúp đỡ. Tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ những điều mà bạn có thể đã bỏ qua trước đó. Chịu trách nhiệm và làm mọi thứ trước khi người khác yêu cầu trợ giúp hãy xem bạn đã giúp ích được bao nhiêu người trong một ngày nhé năm không bao giờ bảo chữa hành động của bạn dựa trên sự lựa chọn của bạn ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng thì không có lý do nào để bảo chữa bạn là người kiểm soát hành động của mình nếu bạn đến trễ có thể là do bạn đã không quản lý thời gian một cách hiệu quả nếu bạn không hoàn thành công việc nhiều khả năng bạn đã không tập trung hoàn thành nó hoặc bạn đã mở tất thời gian để làm những việc không cần thiết thay vì mắc kẹt ở những sai lầm Hãy tìm kiếm cơ hội để khắc phục sai lầm và cam kết làm tốt hơn. 6. Buông bỏ tức giận. Nắm giữ hận thù hay tức giận không làm tổn thương bất cứ ai ngoại trừ chính bạn. Hãy cho phép mình tức giận trong giây lát, sau đó thoát khỏi nó và khắc phục tình hình. Tức giận không bao giờ giúp ích được gì trong mọi tình huống. Chưa kể, sự căng thẳng sẽ kéo theo những lo lắng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Không ai là hoàn hảo và mọi người đều phải hoàn thiện từng ngày. Hãy cho phép những người khác và chính bạn khắc phục lỗi lầm và tập trung vào một mục tiêu mới. Hãy tha thứ và rồi quên đi. 7. Sẵn sàng để thay đổi. Người cứng đầu sẽ không được hoan nghênh ở bất cứ đâu. Hãy nhận ra một thực tế đó chính là quá trình tiến hóa luôn bao gồm sự thay đổi. Hãy nỗ lực phát triển, học hỏi những kỹ năng mới, thử những hoạt động mới và đặc biệt là xem xét lại những hành vi trong vô thức của chính mình. Và đừng quên chúc mừng bản thân về sự tiến bộ trên con đường để trở thành một người tốt hơn.